Gần đây thì các bạn chắc là cũng biết về cái việc là Apple đang phải lao đao lận đận vì bị kiện quá nhiều về việc là làm chậm iPhone rồi đúng không? Sự việc lần này quả thực là rất nghiêm trọng khi mà nó không hề lắng xuống mà càng ngày càng bị khơi lên nhiều hơn nữa. Mới đây thì một tổ chức tiêu dùng Pháp hay còn được gọi là HOB đã khởi kiện chống lại Apple. Ngoài Apple thì còn có HP cũng đồng bị kiện trong lần này luôn. Và HOB cho rằng bằng cách khiếu nại này, họ hy vọng là hai công ty là Apple và HP sẽ trả lời rằng có vi phạm luật tiêu dùng Pháp hay là không. Và các công ty nếu như mà kết luận vi phạm luật này thì có thể bị phạt lên đến 5% thu nhập hàng năm của công ty họ. Nghĩa là Apple có nguy cơ là phải nộp phạt lên đến 11,5 tỷ USD. Và trong khi HP bác bỏ hoàn toàn cáo buộc của HOB thì Apple lại im lặng và chưa đưa ra bất kỳ một phản hồi chính thức nào. Tuy chưa đưa ra phản hồi về vụ kiện của HOB nhưng mà Apple đã chính thức xin lỗi khách hàng rồi. Cụ thể là Apple đã gửi một bức thư với tiêu đề là một thông điệp cho khách hàng về pin và hiệu năng iPhone. Trong thư thì Apple lên tiếng xin lỗi về những cái lùm xùm vừa qua, đồng thời cũng thừa nhận việc làm chậm một số phiên bản iPhone đã cũ, nhưng mà cũng khẳng định là không có bất kỳ hành động nào nhằm làm giảm vòng đời của sản phẩm. Đặc biệt là Apple để mà xoa dịu và lấy lại niềm tin cho khách hàng thì họ đã nói rằng họ sẽ giảm chi phí thay thế pin của iPhone từ 50 USD xuống còn 29 USD, và chương trình giảm giá này bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 12 năm tới. Ngoài ra thì sang năm Apple còn phát hành một ứng dụng để mà người dùng theo dõi tình trạng sức khỏe của pin trên iPhone và ảnh hưởng của sự suy yếu pin như thế nào. Có thể thấy là tuy hơi bảo thủ trong sản xuất nhưng mà Apple lại luôn luôn lắng nghe và chăm sóc khách hàng của mình rất là chu đáo đó chứ. Các bạn cũng biết là Apple và Samsung là hai đối thủ lớn trên thị trường smartphone rồi có đúng không? Và bao năm qua, táo và Sam luôn cạnh tranh nhau từng chút một. Và bây giờ, ngay đến chuyện ra tòa mà hai anh này vẫn cạnh tranh nhau. Đầu năm nay thì Lee Jae-yong, phó chủ tịch đồng thời cũng là người thừa kế tập đoàn Samsung, đã bị kết tội là hối lộ cựu tổng thống Hàn Quốc tới 8,2 triệu USD để mà đổi lại cái việc là Lee Jae-yong sẽ được hậu thuẫn và củng cố được quyền lực trong Samsung. Và tòa án sơ thẩm đã kết án ông Lee là 5 năm tù. Ông Lee Jae-yong cũng đã nhận hết những cái trách nhiệm và hy vọng là tòa sẽ khoan hồng với những bị cáo khác. Thế nhưng, theo các công tố viên của nước này thì mức án này là quá nhẹ và họ muốn kết án ông Lee Jae-yong đến 12 năm tù và từ 7 đến 12 năm đối với những đồng phạm của ông. Và tòa án tối cao Seoul sẽ đưa ra cái phán quyết cuối cùng vào tháng 2 năm 2018. Thôi, nói kiện cáo thì cũng quá nặng nề rồi. Tin cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin vui vẻ hơn nha. Một tin tức thú vị đó là mới đây có một vị lập trình viên người Nhật Bản tên là Kazuya Noshiro đã phát triển thành công một ứng dụng giúp cho bạn trở nên vô hình. Và cái cách mà ứng dụng này hoạt động cũng khá là đơn giản. Đầu tiên là iPhone 10 sẽ chụp hình cái căn phòng bằng camera trước, sau đó là scan mặt người dùng và sử dụng dữ liệu này để mà chèn phông nền lên khuôn mặt ngay cả khi người dùng chuyển động. Noshiro cũng đã có đăng một cái video dùng thử ứng dụng này và cái video này mình thấy là cũng đã có thể hiện được cái khả năng nhìn xuyên thấu khuôn mặt của iPhone 10. Mặc dù vẫn còn bị phụ thuộc rất là nhiều vào điều kiện sáng và phông nền, nhưng mà điểm tích cực đó là ứng dụng này có thể hoạt động được trên cả iPhone 8 nè, 8 Plus và cả iPhone 7, 7 Plus nữa. Hiện tại thì ứng dụng này vẫn chưa khả dụng để mà tải về và thậm chí là Noshiro còn chưa có kế hoạch phát triển ứng dụng này luôn. Nhưng mà dù sao đây cũng là một ứng dụng đáng mong đợi đó chứ. Và mình thấy là dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng phải thừa nhận một điều, đó là iPhone 10 của Apple đang là chiếc điện thoại mang trong mình rất là nhiều xu hướng tương lai và nó cũng là cảm hứng sáng tạo cho rất nhiều công nghệ khác liên quan tới nó. Và đó là những thông tin trong ngày hôm nay mà Tech Daily muốn mang đến cho các bạn. Các bạn nghĩ gì về những thông tin này? Để lại comment cùng nhau bàn luận nhé. Hôm nay thì mình cũng có một món quà muốn dành tặng cho các bạn, đó là đây. Đây là món quà đó đây. Đây là một chiếc áo thun màu đỏ, chiếc áo thun của ASOS. Và muốn nhận được chiếc áo thun này thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần subscribe kênh Tết Mắt nè, like và share cái video này về Facebook của các bạn. Sau đó là để lại một cái comment, là một cái câu nói nào vui vui chất chất, hoặc là một cái ý kiến của các bạn về những thông tin ngày hôm nay, kèm theo là link Facebook của các bạn để bọn mình có thể dễ dàng kiểm tra và trao quà cho các bạn. Và phần quà sẽ thuộc về comment có nhiều like và tương tác nhất. Chúc các bạn may mắn. Còn bây giờ thì Dương Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tết Mắt. Bye bye.